Hello, chào tất cả anh em đã đến với kênh Dòng Lõi Xanh của mình. Thì hôm nay thì theo một yêu cầu của một bạn thì Tết con lông cái gì? Theo một yêu cầu của một bạn đó yêu cầu mình Tết con lông sấm sét cho bạn ấy xem cái gì. Thì hôm nay mình sẽ Tết con lông cho cái gì xem nha. Để qua thành nha. Thì hôm nay mình sẽ test con lông sấm sét cho anh em xem nha. Đó, skill rồi, có sẵn cái gì max skill rồi. Bây giờ nhận đồ thôi. Bây giờ mình sẽ test con lông đi. Khí à, bây giờ nhận vũ khí nha. Đâu ta? Ôi cả kiếm đi, kiếm bị thổ nha. Đấy. Sắc lộ công cái gì đủ mà kiếm ngon. Ai thấy cái kiếm rồi, này được tay nào mà cái gì đó. Bây giờ nhận áo thì để coi từ cái gì đủ đầu vậy ta. Để nhận cái chuyện chứ đi, để chuyện hỏi chứ đi. Đó cái kiếm đã. Đó. Đó quá ngon lành luôn. Đó. Cái kiếm rồi gì? Đó, mang cái kiếm vào lên 200 được tay nha anh em. Được tay nó lại. Bây giờ mình sẽ nhận thắt lưng mọc đi. Ở đâu? Đây. Đó. Ngon. Cái này gì? À. Xin lực nỗ lực luôn. Mắt ốp luôn, cái gì lực nội lực, nói chung là mắt ốp. Bây giờ mình sẽ nhận cái giày nha, diệt kim. Đây sao không có nội lực ta, thì kiếm cái nội lực, có nội lực mà mang gì. Đây cái gì, đây cái gì đủ mà WhatsApp nè anh em. Xem video tại kênh mình thì cho nút like luôn nha, cái gì nút like đăng ký kênh mình, chia sẻ mạnh tay mình chân là cái gì đủ má. Tết nhất là gì, lâu lắm như giờ mình mới làm lại video, lâu lắm rồi mình mới like lại. Tại theo một bạn yêu cầu có gọi mình cho mình trên Facebook đó. Thì yêu cầu anh test giùm em con lông sấm sét, nên là mình test luôn đây. Bây giờ là mình test luôn cái gì, test dùng cho bạn ấy xem đồ như thế nào nha. Gì hút cái thuốc cho nó đỡ sợ cái gì. Đồ má, giờ nhận cái gì này quay người ta, bỏ tay thỉ nha. Bây giờ nhận bỏ tay thỉ này. Đây mang luôn gì đồ quá. Sao
Hôm nay là mùa 2 Tết quý vị. Lâu lắm rồi mình bây giờ mình mới like lại quý vị. Vì bận quá, Tết nhất là ăn nhậu bận quá. Để mình chắc bây giờ mình sẽ nhận cái nón này, nón kim đi. Nón kim. Chắc áo hỏa đi thì có phòng thủ lý chứ. Bây giờ mình nhận áo hỏa nha cái gì. Ê, không đâu. Nhận áo cũng lâu cho nó đẹp không cái gì. Lòng mi ở đây. Hỏa. Ngon ngon ngon. Cái vòng tù lấy ăn một rồi sinh lực vụ lực mới mang cái gì lộn lũ má không có sinh lực đó mày nếu có sinh lực mà có sinh lực nếu có đồ lực đủ má lộn đây u má đẹp luôn cái gì lấy đồ màu xanh đẹp luôn. Ok, mạch ốp làm chậm có sẵn luôn. Ok hết. Giờ workshop hết cái này rồi. Hiện tại là anh em đang xem live tại server test nha. Server test cơ. Thấy đi, bây giờ nhận cái ngọc bội nữ thì thấy nha. Không có là lộn họ chón đâu mẹ nó tự gì quá đây 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 ok ok thì có bo luôn nhận nhận kim thì bây giờ nhận cái nhận thì kim cái gì đây ngon lành luôn đúng má kích luôn nó sức mạnh luôn ta ngon không bây giờ nhận luôn cái nhận mọc luôn cái gì. Đây. Ok luôn, chuyển hóa luôn cái gì. Đồ má, lấy sức đồ. Nói chung là ngon lành luôn cái gì. Kháng như đi ok cái gì. Đồ. Một shop hết cái này. Rồi bây giờ mình lên được sức đồ rồi. Rồi đợi 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 anh em. Bây giờ vẫn còn say cái gì ít nhất cũng nhiều quá giờ vẫn còn say đó bây giờ mình sẽ nói lại cho anh em là vũ khí thổ này lâu sắc nội công này áo dây chuyền thì hỏi nha nấu thì kim đó có khăn đọc cái gì đó mắt ốp hết đồ mắt ốp ngon lành hết cái gì bộ tay thì thủy luôn và ngọc bội thì thủy đai thì mộc và nhẫn thì mộc họ nhẫn kim là cái gì nhẫn chay nhẫn kim nha dày rồi anh em chay dày kim luôn họ
mình đã chỉ hết xét đồ con lâu sắm xếp mang như thế nào rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tẩy cộng điểm kỹ năng và tiềm năng luôn nha, để mình tẩy tỷ lát cả. Đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cộng điểm kỹ năng và tiềm năng luôn. Kiếm này, lâu xong là công này. Sắm xét là bên kiếm này nha, cái gì? Mắt trong phái này. Kiếm pháp độ công, mát là luôn. Ok. Rồi ta. Đây luôn, mát luôn. Đây, kiếm pháp độ công chiêu một ít của nó luôn, mát luôn cái gì đó. Thì bây giờ thì anh em sẽ tăng mát này luôn này. Bùa này. Đó, tặng cho nó lên phòng thủ. Đó, đủ má cộng 1 cộng 1. Phòng thủ cũng lâu ghê thật. Này bùa rồi, này làm chán bùa rồi. Nó lột nội thân cộng mắt luôn này. Đó. Để từ lên em. Bùa dư điểm cộng nào ta. Bùa thì thích, anh em thích, nói chung là anh em thích bùa gì anh em cộng, bùa làm chó hay cái gì đó anh em thì anh em cộng thôi. Còn mình thì dây điểm mình cộng tốt rồi, di diễn lại mình cộng nhóm mát rồi gì mình đó. Hiện tại xong rồi thì còn đây thì anh em cộng này, dây điểm anh em cộng bùa gì đó anh em cộng, mình cộng là bùa làm chán đi, mắt luôn mẹ như đi ngon cặc gì đó. Ai đù à, cái này bên đau rồi đó. Ai nói gì đủ máy cộng mắt luôn cộng chiến điện được đâu. Thì bây giờ thì cái này nó có sẵn rồi. Bây giờ hướng dẫn cho anh em cộng điểm tiềm năng luôn gì. Tiềm năng thì xuống ngựa thôi. Máu này thì cũng được, tập thể máu đi. Tìm 400 máu rồi. 1 anh rưỡi rồi. Chắc này cộng 400 đi. Máu cho nó trâu gì. Gì mà cái máu rồi nè. Máu là huyết luôn gì. À, bây giờ mình tóc thấy nụ công cái gì. Bản phiên bản nụ công thì anh em cộng nha. Khi mà nụ công thì anh em cộng nụ công nè. Thêm mana cái đồ lực cổ thân cho nó. Mỗi lần lên lực tay nữa. Còn phiên bản thằng Pháp thì anh em cộng ít thôi. Cộng ít nụ công thôi. Như anh em cộng sinh khí cho nó trâu. Hai nụ công là gì? Rồi luôn. Ồ mà tay ra đây như vậy vậy đó. Bây giờ mình sẽ mua máu mình lên test ra test thử lúc kháng như đây là ok rồi vậy. Đây mà mặt mà cho mặt ba đi đó, tốc độ chuyển nữa vậy thù nhanh luôn. Ghê không vậy, chính xác nó phải ghê nha. Đó, vậy thấy chính xác ghê không?
độc lập thi. Bút làm trắng, thằng nào bút làm trắng phải có thả cho anh chết, đã sát xuống cho nó chết luôn. Bút bút bùa, bút bùa trắng như tụi bay luôn. Họ gì đấy không? Hiện tại là anh em đang xem live tại server Tech nha. Đang test color xem xét của một bạn yêu cầu thì anh em nhớ cho mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ giùm mình luôn cái gì. Để mình có động lực mình làm những video tiếp theo, những anh em yêu cầu thì mình làm đâu. Họ gì thấy ghê không? Lộ xem xét nó phải ghê nha gì. Bút bùa choáng thôi, cái gì mình chơi bùa choáng thôi. Ủa mới đánh tao à? Thấy chưa, thấy con lông ghê không cái gì? Ủa mà con lông xuất sắc ghê đấy. Hiện tại là anh em đang xem live tại server Tech nha, của tại kênh rồng lõi xanh của mình. Thì anh em cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ giùm mình luôn nha cái gì. Mình cảm ơn tất cả anh em. Chung Tech nhất năm mới thì mình cũng không biết chúc cái gì, thì cũng chúc cái gì có nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc trong năm mới rồi. Đam rất là to nha cái gì, đam một lâu đi thật. Thôi đến đây mình sẽ ngừng clip rồi cái gì. Chắc mà đến đây mình sẽ ngừng clip rồi. Thì đúng mà có thằng nào là tại đây đúng mà chưa có tự sát mình luôn. Đúng mà không biết phải mày mày là hùng bá hậu tự tại rồi. Giết thằng này chết xong rồi mình sẽ ngừng clip luôn. Ừ, sao không được á? Đụng má mày nó lát hả? Để ở xíu gì? Để tôi đậu màu luôn. À đừng mau đừng mau cái gì? Đụng má nó chơi lại mình á. Thằng này ghê thật cái gì. Đồ môn thôi chắc mình chơi không lại nữa rồi. Thằng này đủ quá. Để mình xem cái gì. Đồ nó mang đồ như thằng chim bông khoái thôi. Ở đây này mình xem clip rồi cái gì. Anh em chọn mình một like và đăng ký kênh và chia sẻ giùm mình nha cái gì. Mình cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em.